xin chào các bạn mình là thanh và hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sparkline function ở trong google sheets ok thì uh, sparkline function là gì thì uh, sparkline function là một cái function khá là đặc biệt ở trong google sheet giúp các bạn có thể vẽ được những cái đồ thị mà ở ngay ở trong một ô thì uh, các bạn có thể thấy được rằng là sẽ có cái trường hợp là các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là có một cái cái giải ô như kiểu bar chart ấy, màu xanh nhưng mà lại ở ngay trong một ô này Nếu mà các bạn nào chơi game thì chắc là cũng đã rất là quen thuộc với cả cái hình ảnh này Bởi vì là uh, nó giống như là cái phần uh, máu hay là năng lượng của nhân vật của chúng ta vậy Ví dụ như là chúng ta có một con số 40 trong này chẳng hạn Và chúng ta sẽ muốn là chúng ta sẽ có một cái giải màu xanh để biểu thị là chúng ta đang còn 40% năng lượng thôi chẳng hạn Thì chúng ta có thể làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ gõ vào cái ô B5 ở trong trường hợp này hàm sparklines và chúng ta chỉ việc gõ vài ký tự đầu thôi, sau đó là chúng ta sẽ bấm tab cái như thế này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải cho dữ liệu của hàm sparklines vào. Và các bạn lưu ý ở đây là khi mà chúng ta sử dụng sparklines function mà Google nó gợi ý cho chúng ta ở đây là dấu phẩy thì chúng ta sẽ dùng dấu phẩy. Còn trong trường hợp của các bạn nếu mà các bạn nhìn thấy ở cái dấu ngăn cách giữa các thành phần của công thức này là dấu chấm phẩy thì các bạn hãy sử dụng dấu chấm phẩy ở đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cho dữ liệu ở đây chính là trong ô A5, chúng ta sẽ chọn A5 ở đây. À nó không được đúng như là mình muốn Ok chúng ta sẽ chọn A5 Sau đó thì chúng ta sẽ bấm dấu phẩy Tiếp theo thì chúng ta sẽ có option ở đây Thì chúng ta sẽ có những cái option như thế nào Thì chúng ta sẽ đến với cái option rất là đơn giản Trong cái trường hợp này Là chúng ta sẽ phải mở ngoặc nhọn ra Sau đó đóng ngoặc nhọn vào để sau đó là chúng ta sẽ đóng luôn cái ngoặc tròn này đi Sau đó ở trong cái phần ngoặc nhọn này thì chúng ta bắt đầu ghi vào đây Đầu tiên là loại chart Thì ở trong cái trường hợp này khi mà chúng ta muốn tạo ra cái chart giống như ở trong ô C1 và C2 ở đây Thì chúng ta sẽ gõ vào là chart type như thế này Đó Thì các bạn có thể để ý thấy được rằng là Đây nếu mà mình phóng to cái phần này lên hoặc mình phóng to cái công thức này lên mình không rõ là mình có phóng to được lên cái công thức này không nhưng mà mình sẽ gõ lại ở đây là sparkline này, đầu tiên là A5 này, sau đó là chúng ta sẽ. Rồi, bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ có chart type ở đây, ví dụ ở đây là bar chart này. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái thuộc tính. Ở đây cái thuộc tính thì nó tên là chart type và ở đây bar có nghĩa là cái giá trị của cái thuộc tính đó. Thì đây là một cặp thuộc tính và giá trị. Tiếp theo đó là các cái cặp thuộc tính và giá trị này thì nó sẽ được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy như các bạn nhìn thấy ở đây. Thì đây là một cái kiến thức rất là quan trọng để mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm về hàm sparklines về sau bởi vì trong video này thì chúng ta sẽ đi những cái thứ khá là cơ bản của hàm sparklines mà thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử với chart type thì chúng ta sẽ phẩy, chúng ta sẽ dùng bar chart ở trong trường hợp này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ muốn là cái giá trị lớn nhất để mà chúng ta vẽ sẽ là cái giá trị 100 thế nên là chúng ta sẽ phải chấm phẩy ở đây, sau đó chúng ta sẽ có cái thuộc tính tên là max. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cái giá trị cho cái thuộc tính max này sẽ là 100 và chúng ta sẽ bấm enter thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là mặc định nếu mà chúng ta không set cái màu sắc cho cái Uh, Sparkline của chúng ta thì nó sẽ có màu da cam như thế này. Ở trong trường hợp này chúng ta sử dụng bar chart, thế nên là nó sẽ có màu da cam. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn thay đổi thành màu xanh đi, màu green đi, cho nó giống như là ở trong games của chúng ta thì chúng ta sẽ lại phải di chuột vào cái phần option ở đây, sau đó là chúng ta sẽ bấm nút chấm phẩy mở ngoặc đơn ra và chúng ta sẽ gõ vào đây là color một sau đó chúng ta phẩy. Thì ở đây chúng ta sẽ điền vào chữ green như thế này. Trong tiếng Anh green là là màu xanh mà thì các bạn đã nhìn thấy đây là màu xanh của chúng ta. Và nếu mà chúng ta muốn uh, cho một cái màu nền chẳng hạn, ví dụ mình cho một cái màu nền là màu xám uh, nhạt như thế này chẳng hạn thì các bạn có thể nhìn thấy thì đây là cái cách dùng đơn giản nhất của hàm sparklines mà chúng ta đã có thì uh, chúng ta sẽ làm thế nào để tạo ra hàm sparklines mà có hai màu như thế này thì chúng ta sẽ làm như sau giả sử như là chúng ta có một số 40 ở đây và một số 30 ở B7 sau đó chúng ta sẽ lại gõ vào đây là sparklines về data thì chúng ta sẽ chọn hai cái ô này cùng một lúc như thế này sau đó phần option thì chúng ta sẽ viết vào lần lượt ở đây là chúng ta sẽ vẫn sử dụng chart type phẩy này là bar sau đó chấm phẩy này Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào đây đầu tiên là color 1 của chúng ta. Thì giả sử như là mình đang vẽ cờ Đức chẳng hạn thì đầu tiên chúng ta sẽ cho vào màu là black. Sau đó tiếp theo chúng ta sẽ có cái thuộc tính là color 2 thì chúng ta sẽ cho vào đây là màu đỏ là red. Ok. Rồi tiếp sau đó thì chúng ta sẽ để cái giá trị max ở đây là 100 rồi chúng ta cần 100 là dạng số thế nên chúng ta sẽ ghi 100 vào đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây là chúng ta vẽ được ra màu đen là 40 phần màu đỏ là 30 phần đó thì còn lại 30 phần trắng này thì là 30 phần chúng ta không vẽ và chúng ta có thể đổ màu cho cái ô đó ví dụ màu vàng chẳng hạn thì các bạn sẽ được cái kết quả như thế này đó nhưng mà Bây giờ câu hỏi đặt ra của chúng ta là chúng ta liệu có thể chọn màu khác được hay không Bởi vì trong tiếng Anh ấy, thì nó có một số màu sắc nhưng mà có thể nó không hẳn là cái màu chúng ta muốn Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì rất may là chúng ta có thể làm như sau Các bạn sẽ mở một tab mới đi Sau đó các bạn sẽ Google nhé Google là Hex Color Picker như thế này Đó thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái công cụ để mà chúng ta có thể lựa chọn màu Ví dụ như là mình chọn một cái màu xanh như thế này chẳng hạn, ok, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là hex, thế nên chúng ta có thể bấm vào biểu tượng copy ở đây hoặc là chúng ta sẽ copy bằng tay cái cái màu hex ở đây, cái mã hex ở đây. Sau đó là chúng ta sẽ quay trở về. Ví dụ như là thay vì là màu green thì chúng ta sẽ cho cái màu hex mà chúng ta vừa mới copy được. Rồi chúng ta sẽ bấm enter. Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là chúng ta có thể hoàn toàn làm được cái điều này với cái sự trợ giúp của hex color editor ở trên google thôi. Ok, rồi thì đó là cái cách làm thứ nhất đối với cả bar chart Còn gì nữa thì đối với cả sparklines function thì chúng ta còn có thể làm được uh, Mình nghĩ là mình sẽ đi tới line chart và column chart trước đi Thì giả sử như các bạn có số liệu của từ quý 1 cho tới quý 4 chẳng hạn Và bây giờ thì uh, có thể là số liệu này là của những sản phẩm khác nhau Thì chúng ta sẽ làm như thế nào để mà chúng ta có thể vẽ được ra cái line chart như thế này. Thực ra ở dưới này là mình đã có công thức rồi nhưng mà mình sẽ đi giải thích với các bạn là cái công thức này chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thử ở trong ô H2 đi. Ok. Thì trong cái ô H2 này thì chúng ta sẽ lại sử dụng function là sparklines và data của chúng ta là gì? Data của chúng ta trong trường hợp này là A2 cho tới D2 và options của chúng ta thì như thế nào? Options của chúng ta ở đây thì chúng ta lại viết như là ở cái phần video trước mình đã nói đầu tiên là chúng ta sẽ có chart type của chúng ta và chúng ta sẽ để lần này là line chart ok thì line chart đó thì chúng ta sẽ đi kèm với cả cái gì với line chart thì chúng ta sẽ có thể đi kèm với cả một cái thuộc tính ở đây là line width ok và Width ở đây thì chúng ta sẽ cho một con số vào ví dụ như 1.5 thì các bạn nhìn thấy chẳng hạn bấm enter. Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ở đây uh, chúng ta bị lỗi ref bởi vì là mình uh, thiếu mất số 2 ở đây. Thì các bạn nhìn thấy được rằng là một cách uh, rất là đơn giản thì chúng ta đã vẽ được ra cái live chart này có bốn điểm như thế này. Đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn đổi màu cái line chart này như thế nào, đổi sang màu đỏ chẳng hạn thì rất là đơn giản thôi, để mà đổi sang màu đỏ thì chúng ta sẽ phải chọn cái ô mà chứa cái line chart đó và chúng ta sẽ chuyển phông chữ thành màu đỏ như các bạn đang nhìn thấy đó màu đỏ mình nghĩ là cũng tương đối là dễ nhìn rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo thì chúng ta sẽ thử với cả column chart thì ở đây các bạn cũng đã nhìn thấy công thức rồi nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau làm ở đây ví dụ như là sparklines này sau đó dữ liệu là a2 tới d2 này và phần option của chúng ta thì chúng ta sẽ gõ như thế này chúng ta sẽ gõ option đầu tiên là chart type rồi giá trị của option này thì sẽ là column và thực ra với column chart thì chúng ta chỉ cần như vậy thôi Nhưng bây giờ thì cái column chart này là đang màu đen Chúng ta muốn đổi màu column chart chẳng hạn Thì chúng ta sẽ lại đổi màu phông chữ Ở trong đó ví dụ như là chúng ta sẽ chọn một cái màu Ví dụ như là màu xanh như thế này chẳng hạn Thì các bạn có thể nhìn thấy những cái công thức Sparklines này Các bạn có thể lặp lại cho toàn bộ những cái ô phía, phía bên dưới luôn Đó thì chúng ta có thể cho cái column chart này nó hẹp lại một chút như thế này rồi thì đó là cái option về về Sparkline với Line Chart và Column Chart Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cách nào để chúng ta có được Cái này nó gọi là Win Loss Win Loss Chart Ok Thì chúng ta sẽ làm như sau Một cách cơ bản thì chúng ta sẽ sử dụng Win Loss Chart như sau Thì đối với cả Win Loss thì chúng ta sẽ phải có Một cái giải dữ liệu là có số âm và có số dương Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là số âm thì sẽ được Biểu thị ở dưới cái trục 0 và số dương thì sẽ được biểu thị ở trên như thế này chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng sparklines rõ ràng rồi bởi vì là chúng ta đang học về hàm sparklines, ok? Thì đầu tiên data của chúng ta là gì? Data của chúng ta trong trường hợp này là từ A2 cho tới H2. Option của chúng ta trong trường hợp này thì chúng ta cũng sẽ viết nhanh tương tự như là ở phần trước chúng ta sẽ có chart type. Ở đây cái chart type của chúng ta thì chúng ta sẽ phải để là cái dạng là win loss đó ok bây giờ chúng ta sẽ thử bấm enter một cái như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ban đầu nếu mà chúng ta không có cái customize gì chúng ta không chỉnh màu sắc hay là bất cứ một cái điều gì thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là chart của chúng ta trông khá là tẻ nhạt thế nên là chúng ta làm thế nào để mà chúng ta có thể tô màu cho cái chart này của chúng ta Ok, thì màu standard đấy thì chúng ta sẽ có thể định nghĩa được bằng cái thuộc tính là color Sau đó chúng ta sẽ phẩy Ví dụ màu standard chẳng hạn thì mình sẽ muốn là để màu màu xanh chẳng hạn là màu green Chúng ta sẽ gọi green vào đây và bấm enter Thì bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy tất cả đều màu xanh Nhưng mà đối với win loss ấy, thì sẽ phải có số nhỏ hơn 0 và số lớn hơn 0 Bây giờ chúng ta sẽ giữ nguyên cái màu xanh đối với cả những số hay là những điểm dữ liệu lớn hơn không còn những cái điểm dữ liệu mà có giá trị nhỏ hơn không thì chúng ta sẽ chuyển thành màu đỏ. Thế nên là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đổi sang ở đây. Chúng ta sẽ thêm một cái thuộc tính nữa vào. Mình sẽ kéo sang đây một chút để các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chấm phẩy này. Sau đó thì chúng ta sẽ có negative color, n e g color như thế này thì chúng ta sẽ phải và chúng ta sẽ cho vào đây là màu red chẳng hạn ok bấm enter thì các bạn đã nhìn thấy được ra là cái win loss chart của chúng ta trông nó đã dễ nhìn hơn rồi và bây giờ thì nó còn một số những cái thuộc tính nữa chẳng hạn ví dụ như trong trường hợp này thì ok mình sẽ pick một cái màu xám xám như thế này đủ để mà chúng ta nhìn thấy ed 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 ok mình nghĩ là màu này được thì mình sẽ thay mình sẽ xuống dưới như thế này và mình sẽ thay vào phần phần color ở đây để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Đó, thì các bạn nhìn thấy được là dương thì giả sử chúng ta bỏ qua thì chúng ta có thể kết hợp như vậy. Nhưng bây giờ cái mà mình muốn nói ở đây là chúng ta sẽ cho cả negative và cả cả positive color là cùng một màu đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào một số cái màu khác nữa mà chúng ta sẽ có thể thiết lập được ở đây ví dụ như là start color thì các bạn có thể là đã biết được rằng là start color ở đây uh, sẽ nghĩa là gì rồi? Có nghĩa là màu của cái điểm dữ liệu hay là của cái cột đầu tiên ấy? chúng ta sẽ cho màu red chẳng hạn start color start color ok không phải là start color mà ở đây sẽ là first color first color đó thì các bạn nhìn thấy không ở đây là màu 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 đỏ này rồi bây giờ thì chúng ta sẽ copy nguyên si ở lại đây và chúng ta sẽ thay cái first color này thành last color chẳng hạn đó chúng ta sẽ thay bằng last color last color đó thì các bạn nhìn thấy được rằng là cái điểm dữ liệu cuối cùng được tô màu đỏ lên ngoài ra tiếp tục thì chúng ta sẽ làm gì ngoài ra tiếp tục thì chúng ta sẽ có tiếp theo không phải first không phải last thì có nghĩa là chúng ta có thể đi đến low color có nghĩa là ở cái điểm dữ liệu nào mà điểm dữ liệu nào mà có giá trị thấp nhất ấy, thì nó sẽ tô màu lên đó thì ở đây low color như thế này là red ok thì uh, mình nghĩ là trong trường hợp này chúng ta có hai cái low color hình như là nó bằng nhau á, thế nên là chúng ta mới có hai cái màu đỏ, chúng ta sẽ đi kiểm tra lại cái này là cái thứ một hai ba và cái thứ bảy, ok âm một hai ba âm một năm này và cái thứ bảy âm một năm đó rõ rồi, hai cái này cùng bằng nhau, thế nên là chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là chúng ta sẽ có hai cái hai cái cột màu đỏ như ở đây và nếu mà chúng ta có low color thì chắc chắn là chúng ta sẽ có high color. Chúng ta sẽ thử xem sao, chúng ta sẽ đổi last color ở đây thành high color. Đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái high color ở đây thì nó cũng chuyển thành màu đỏ rồi. Và như vậy thì cái nhiệm vụ của các bạn, mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ sử dụng những cái thuộc tính này và các bạn đã biết rồi để chúng ta có thể tạo được ra cái sparklines đẹp nhất và thú vị nhất cho cái dashboard của các bạn chẳng hạn. Đó, và ngoài ra thì có một phần chúng ta sẽ đọc thêm ở đây ví dụ như là khi mà chúng ta bấm vào cái hàm sparklines ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có cái chữ learn more ok chúng ta bấm learn more như thế này thì chúng ta sẽ đi được tới đến cái cái documentation của google và các bạn có thể nhìn thấy được rằng là đây là có một loạt cái syntax và trong video này thì mình đã làm quen với các bạn, về cái syntax ở đây rồi Thì đối với cả những cái syntax này Nếu mà các bạn sử dụng Google bằng tiếng Việt Thì nó sẽ hiện tiếng Việt ra cho các bạn Và các bạn sẽ thử với từng cái loại chart này xem sao Thì đó là cái cách mà các bạn có thể phát triển được kiến thức lên Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo